ngày 12 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa nhận được đơn yêu cầu tòa xét xử công khai của bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đến chánh án và ông Nguyễn Hữu Ba chủ tòa phiên tòa phúc thẩm ly hôn giữa bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Theo nội dung đơn, bà Thảo cảm ơn tòa đã chấp nhận việc xử kín trước đó, tuy nhiên bà cho rằng sau khi tòa hoãn phiên xử cuối tháng 10 vừa qua, đã có một số bài viết đăng tin không chính xác, khiến ảnh hưởng đến tình cảm của các con đối với cha mẹ. Do đó, bà đề nghị tòa phúc thẩm đưa vụ án ly hôn giữa bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ ra xét xử công khai vào các ngày 18/19 và 20/11. Xin rút lại đơn đề nghị xét xử kín đề ngày 11 tháng 9 năm 2019, không yêu cầu được xét xử kín. Đề nghị quý tòa áp dụng khoảng 2 điều 15 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 để đưa ra xét xử công khai vụ án trên theo quy định của pháp luật, nội dung đơn của bà Thảo. Trước đó, hồi tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Vũ, bà Thảo và kháng nghị viện kiểm sát. Tuy nhiên, bà Thảo không đến tòa và có đơn yêu cầu tòa xét xử kín vụ ly hôn. Hội đồng xét xử chấp nhận với đề nghị này. Trong khi đó, hồi tháng 3, cấp sơ thẩm đã tuyên án vụ ly hôn này. Cụ thể, bà Thảo được quyền nuôi 4 người con. Ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng số tiền nuôi 10 tỷ đồng năm tính từ năm 2013 cho đến khi các con trưởng thành. Ông cũng có quyền yêu cầu thay đổi quyền nuôi con nếu đủ điều kiện. Về các bất động sản, ông Vũ được giao quản lý 6 bất động sản trị giá khoảng 350 tỷ đồng. Trong khi đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo giao quyền sử dụng đất và tài sản của 7 bất động sản trị giá 375 tỷ đồng. Liên quan tới khối tài sản trị giá 1.764 tỷ đồng được gửi tại các ngân hàng cũng như cổ phần các công ty tại tập đoàn Trung Nguyên, tòa phán quyết chi tỷ lệ 6-4 nghiêng về phía ông Vũ. Bên cạnh đó, tòa còn tuyên bà Thảo buộc phải chuyển giao toàn bộ cổ phần Trung Nguyên cho ông Vũ. Sau bản án sơ thẩm, vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên đều có kháng cáo. Cụ thể, phía bà Thảo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm, mong muốn được đoàn tụ cùng chồng. Bà không đồng ý với quan điểm của tòa về việc chia tài sản theo tỷ lệ 6-4, chuyển toàn bộ cổ phần đồng nghĩa giao quyền điều hành công ty cho ông Vũ. Về phía ông Vũ, ông chủ cà phê Trung Nguyên kháng cáo yêu cầu tòa chia lại tài sản theo tỷ lệ 7-3 với lý do đã đóng góp nhiều hơn cho Trung Nguyên. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có bản kháng nghị toàn bộ bản án với nhiều nội dung không đồng ý với cấp tòa cùng cấp, cho rằng bản án sơ thẩm tuyên không đầy đủ các quan điểm mà cơ quan công tố này nhận định tại phiên xử.